Mời quý vị đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế Thế giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, hôm qua Thượng viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận cơ sở hạ tầng cho lưỡng đảng trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ và đây là bước đầu tiên trong ưu tiên lập pháp hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thỏa thuận lưỡng đảng bao gồm 550 tỷ đô la Mỹ trong khoản tài trợ mới, ít hơn so với 2.600 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Biden đề xuất đầu năm nay. Gồm kinh phí cho các khoản đầu tư mới cho dự án cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường thủy, đường sắt và Internet băng thông rộng. Ông Alex Philip, nhà kinh tế chính trị của Goldman Sachs Research, cho biết dự luật cơ sở hạ tầng có thể khiến cho tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ tăng thêm khoảng 0,2% trong năm 2022. Còn theo Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng tại Moody Analytics, tác dụng thúc đẩy việc làm của dự luật sẽ đạt đến đỉnh điểm vào cuối năm 2025 với 660.000 việc làm dự kiến được tạo thêm. Dự luật đang được đưa tới Hạ viện và phải đối mặt với những khó khăn cũng như băn khoăn từ những nhân vật theo quan điểm cấp tiến. Các thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch hôm qua 10 tháng 8 khi các thị trường chờ đón thông tin Thượng viện Mỹ thông qua dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ. Các phiên chỉ số Dow Jones tăng 0,5% lên 35.264,67 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên 4.436,75 điểm. Còn chỉ số Nasdaq giảm 0,5% xuống 14.788,09 điểm. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại Anh đóng cửa tăng 0,4% lên 7.161,04 điểm. Trong khi chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 0,1% lên 6.820,21 điểm. Chỉ số Eurostoxx 50 tăng lên 0,3% lên 4.187,82 điểm. Còn chỉ số DAX 30 tại Đức tăng 0,2% lên 15.770,71 điểm. Trong khi đó, các thị trường đang chờ đợi Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng ngày 11 tháng 8 để có số liệu mới nhất về sức ép lạm phát khi nền kinh tế đang khởi động trở lại. Chứng khoán châu Á sáng nay diễn biến trái chiều, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản giảm 0,01%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,54%, Topix tăng 0,83%. Thị trường Trung Quốc đi lên với Shanghai Composite tăng 0,21%, Shenzhen Composite tăng 0,13%. Shenzhen của Hồng Kông tăng 0,47%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,25%, ASX 200 của Úc tăng 0,6%. Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên hôm qua, tạm dừng đà sụt giảm khi thị trường còn những lo ngại về tác động kinh tế từ biến thể Delta. Giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.730,93 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng giao kỳ hạn tăng 0,3% và khép phiên ở mức 1.731,70 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên hôm qua, giá dầu thế giới tăng hơn 2% trước dấu hiệu cho thấy nhu cầu nhiên liệu ở Mỹ cải thiện dù số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh. Giá dầu Brent biển Bắc tăng 2,3% lên 70,63 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 2,7%, đóng phiên ở mức 68,29 đô la Mỹ một thùng. Hôm qua, sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ CoinDesX thông báo đã hoàn thành vòng kêu gọi vốn 90 triệu đô la Mỹ. Vòng tài trợ này dẫn đầu bởi P Capital do người sáng lập Facebook Eduardo Severin thành lập. Sau khi tài trợ, công ty được định giá 1,1 tỷ đô la Mỹ, trở thành công ty tiền điện tử đầu tiên của Ấn Độ chen chân thành công vào hàng ngũ kỳ lân. Hiện tại, bao gồm cả vòng tài trợ này, CoinDesX đã huy động được 110 triệu đô la Mỹ. Đồng sáng lập và giám đốc điều hành của CoinDesX, Sumit Gupta cho biết, số tiền từ vòng tài trợ này sẽ được sử dụng trong tiếp thị, mở rộng đội ngũ và các kế hoạch kinh doanh mới. Tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới khác. Thưa quý vị, hôm qua, Viện Địa lý và Thống kê Brazil IBGE cho biết tỷ lệ lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ này trong tháng 7 năm nay tăng 0,96% so với tháng trước đó, và đây là mức lạm phát cao nhất trong tháng 7 ghi nhận được kể từ năm 2002. Theo IBGE, giá tiêu dùng tại Brazil tăng 4,76% kể từ đầu năm nay và tăng tới 8,99% trong vòng 12 tháng qua. Nhà phân tích Andre Almeida của IBGE cho biết, chi phí năng lượng cũng như giá thực phẩm tăng cao gây áp lực mạnh lên túi tiền của người dân trong 12 tháng qua. Theo Giám đốc Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Brazil Bruno Serra, giá tiêu dùng trong tháng 7 tăng mạnh chủ yếu là do nạn hạn hán gần đây đã tác động nghiêm trọng đến sản xuất thủy điện, khiến hóa đơn tiền điện của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh.
Thưa quý vị, gã khổng lồ bán lẻ Amazon của Mỹ sẽ đền bù trực tiếp cho khách hàng bị thương hoặc bị tổn hại do sản phẩm bị lỗi mua từ các nhà bán hàng độc lập trên nền tảng này. Amazon cho biết từ ngày 1 tháng 9 hãng sẽ thanh toán chi phí điều trị thương tật hoặc tài sản bị hư hỏng do mua phải sản phẩm bị lỗi bán trên trang Amazon.com. Số tiền bồi thường là $1,000 trên một trường hợp. Amazon cho biết có thể trả khoản tiền đền bù cao hơn trong trường hợp người bán không phản hồi hoặc từ chối lời khiếu nại mà hãng cho là hợp lệ. Thông báo được đưa ra sau khi Ủy ban An toàn Sản phẩm Người tiêu dùng Mỹ khởi kiện Amazon nhằm yêu cầu hãng này có trách nhiệm thu hồi sản phẩm có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dùng. Trong các sản phẩm được cho là có nguy cơ gây ra rủi ro hoặc tử vong, có 24.000 máy dò khí CO bị lỗi và 400 máy sấy tóc thiếu thiết bị chống điện giật. TikTok là ứng dụng có nhiều lượt tải nhất trong năm vừa qua nhiều nền tảng thịnh hành khác như mạng xã hội Facebook và ứng dụng nhắn tin của mạng này. Theo công ty theo dõi thị trường App Annie, ứng dụng chia sẻ video dạng ngắn của Trung Quốc đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới, bất chấp nỗ lực ngăn cản của cựu Tổng thống Donald Trump như cấm ứng dụng này hoạt động hoặc là buộc công ty mẹ ByteDance phải bán TikTok cho nhà đầu tư có trụ sở tại Mỹ. Hiện TikTok có khoảng 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới, trong đó có hơn 100 triệu tài khoản là những người sinh sống ở Mỹ. ByteDance chứng kiến doanh thu trong năm 2020 tăng gấp đôi. Cụ thể, doanh thu năm vừa qua đạt 34,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 111% so với năm trước. Tập đoàn khách sạn Intercontinental, chủ sở hữu thương hiệu khách sạn Holiday Inn, thông báo tình hình kinh doanh phục hồi khi thu được lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2021 nhờ gia tăng việc đặt phòng khách sạn trong mùa hè cùng với hoạt động đi lại phục hồi. Tập đoàn này cho biết lợi nhuận kinh doanh trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021 đạt 138 triệu đô la Mỹ, trái ngược với khoản lỗ 233 triệu đô la Mỹ trong cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tập đoàn vẫn tạm dừng trả cổ tức để cắt giảm chi phí. Tập đoàn Intercontinental có kế hoạch tung ra một thương hiệu khách sạn mới trong những tuần tới để tăng cường vị thế trên thị trường cao cấp. Chương trình thí điểm có tên gọi là Hộp Cát Phuket cho phép du khách quốc tế đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ và Phuket mà không cần phải kiểm dịch. Đây được coi là một phần trong kế hoạch dần dần mở cửa trở lại hoạt động du lịch của Thái Lan trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Chương trình Hộp Cát Phuket đã mang về khoản doanh thu 1 tỷ bạc kể từ khi đi vào hoạt động vào tháng trước. Đến nay, Phuket đã đón khoảng 17.000 lượt khách quốc tế, trong khi tổng số 335.000 đêm lưu trú tại khách sạn đã được đặt từ tháng 7 đến tháng 9. Ông Thanakon Kwanbongkorn, người phát ngôn của Trung tâm Quản lý Tình hình Kinh tế TESA cho biết, chính phủ Thái Lan hy vọng chương trình này sẽ tiếp tục thu được kết quả tích cực trong tháng 8 và tháng 9, với mục tiêu lượng khách đặt ra là 100.000 người trong tháng 7 đến tháng 9 và tổng doanh thu mục tiêu là 8,9 tỷ bạc trong cùng khoảng thời gian. Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp với số ca nhiễm liên tục gia tăng trên khắp Thái Lan, ông Thanakon cho biết, chương trình Hộp Cát Phuket sẽ được điều chỉnh liên tục cho phù hợp với tình hình thực tế. Chương trình đang chuẩn bị đưa vào các điểm tham quan du lịch khác nhằm phục vụ cho mùa du lịch cao điểm vào cuối năm. Ông Thanakon kêu gọi người dân Phuket hãy là những người dẫn chương trình cho du khách, tạo cho họ ấn tượng tốt mà vẫn đảm bảo an toàn. Theo chương trình này, trước khi lên máy bay đến với Thái Lan, du khách phải có đủ 5 loại giấy tờ, gồm giấy chứng nhận nhập cảnh, giấy chứng nhận y tế xác nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19, bảo hiểm COVID-19 có hạn mức chi trả ít nhất là 100.000 đô la Mỹ, bằng chứng thanh toán tiền ăn ở và xét nghiệm COVID-19 và giấy chứng nhận tiêm chủng ngừa COVID-19 đủ liều. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, dự kiến sẽ có 100.000 lượt khách du lịch nước ngoài đến thăm Phuket trong quý 3 năm 2021 và doanh thu từ Hộp Cát Phuket sẽ đạt khoảng 8,9 tỷ bạc. Ngoài Hộp Cát Phuket, chính phủ Thái Lan sẽ mở thêm nhiều khu vực cho khách du lịch tiêm chủng theo từng giai đoạn. Samui và các đảo xung quanh đã mở cửa cho khách du lịch tiêm chủng với chương trình Samui Plus kể từ ngày 15 tháng 7. Nhiều khu vực khác bao gồm Kapi và Phan Nga dự kiến sẽ mở cửa trong tháng này, thúc đẩy chương trình 7+7. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.